Hướng dẫn học viên xếp cánh hoa sen phần 4. Gấp qua, gấp lại, đưa qua. Hoa nào cũng gấp cánh là phải để cho nó héo héo mà. Không, 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 hoa sen không được để cho nó héo nha. Nó héo là đi luôn đó. Hoa sen khi mà mua về, mọi người sẽ cho, mọi người sẽ, đó mọi người cứ gấp thoải mái đi. Gấp đi cho biết. Hoa sen khi mà mình mua về là mình phải cho nó uống nhiều nước. Mình cố gắng mình ngâm nó nhiều nước nhất có thể ha. Đó. Kể cả mình ngâm ngập cái bông nó vô trong nước luôn, nó vẫn không hư, nó không có giống như hoa hồng rồi này kia mà mình ngâm ngập mặt hoa mình sợ nó dập. À, tại vì hoa sen là cơ bản là nó lớn lên từ trong nước mà, cho nên là nó sẽ không có bị dập cánh. À. Hoa sen giống như cá đưa lên cạn là chết. Dạ không, hoa sen thì thật ra em cắm em để cũng bền lắm. Đôi lúc em lấy hoa sen em gấp cánh xong rồi em xịt màu lên, em cắm để rất là đã ha, khá là bền, nó bền hơn hoa hồng luôn á. Và mình muốn nó bền hơn thì mình có thể xe kẽm nó, hoặc là xe cái tâm cho nó để nó cứng hơn. Để cho cái hoa sen của mình nó khó bị gục thì mình sẽ sử dụng kẽm, đây là kẽm xây dựng thôi chứ không có gì hết. Thì cái chiều hướng sen của mình nó đang cong như thế này, đúng không? Mình sẽ đâm cái phần xuyên que nè, mình đâm nó vào cái phần ngay đây nè, mọi người nhìn thấy không? Đó, chúng ta đâm nó vào phần ngay đây nè. Đây, chúng ta đâm nó vào. Đó, chúng ta đâm nó sâu lên trên một tí. Sau đó chúng ta cặp cái phần kẽm này nè, dọc theo phần thân. Đó, bất cứ cái hoa nào mà nó bị cong, chúng ta đều có thể làm gì. Ví dụ như hoa đồng tiền, ví dụ như là hoa hướng dương. Hoa hướng dương thì mình sẽ sử dụng cái xiên que, nó mới cứng lại nổi. Còn kẽm thì kẽm này nó hơi nhỏ, nó sẽ khó cứng. Còn những cái thân mà nó vừa phải thôi thì mình làm cách này thì cái hoa của mình nó sẽ bền.